get up, oh, stand up, stand up, oh, get up, get up, oh, stand up, stand up. I will live for life. Là Phạm Hà và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình này thì mình rất là phấn khởi để có thể vượt qua tất cả những thử thách của chương trình. I'd like to complete all the obstacles. It's okay if I don't do it very fast, but just want to finish them. Mình là người thứ ba được về đích. I'm nearly 50 years old. The teamwork that is that it brings about is fantastic, and everything that we could possibly ask for has been provided by the organizers. So it's been really really good event. Yeah, cái đội của mình mới hoàn tất một cái phần thi Champion Dash, gồm có rất là nhiều chướng ngại vật. Lần này á là mình thấy đây là lần thứ hai ban tổ chức cuộc thi, thì mình thấy quy mô rõ ràng là lớn hơn và có những cái sự chú đáo hơn. Tôi đã làm được, các bạn có dám không?